Thì trong thời gian qua thì trên địa bàn xã Lâm thì phát hiện các đối tượng tham gia hoạt động đánh xe buýt UMCC đã gây ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, nhất là trong hoạt động cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Để chủ động ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân tộc tôn giáo để chia rẽ có đại đoàn kết dân tộc, âm mưu hoạt động quân đô thành lập cái gọi là nhà nước tự trị, xuyên tạc việc triển khai thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, vừa hoạt động tôn giáo tại địa phương, ủy ban nhân dân xã Lâm tiến hành đưa đối tượng liên quan đến tin lành đấng Christ kiểm điểm trước của chúng nhân dân, ở đối tượng sửa chữa sai phạm của bà con và nâng cao nhận thức cảm giác của nhân dân không tham gia các hoạt động tin lành đấng Christ. Đó là lý do của buổi kiểm điểm những hành vi sai trái của năm đối tượng đây. Thì theo toàn thể bà con, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã Lâm có một số đối tượng tham gia hoạt động tin lành đấng Christ. Tuy những hành vi sai phạm của đối tượng mà đối tượng đã khai nhận, hôm nay ủy ban nhân dân xã Lâm tiến hành đưa đối tượng ra kiểm điểm công khai. Chúng ta gồm: một, ông Ni Đi Bờ Lăng là Mai Dương; hai, là ông La Hô Gia; ba, ông Ni Lưới là Mai Hồ Tờ Lót; bốn, là ông Cà Sô Núi, xin lỗi, là ông Hồ Vinh Núc, Mai Hồ Diếp; và năm, là Cà Sô Đi Bờ Lăng là Mai Sư Ri. Thì đã với còn tờ các vị đại biểu là riêng trong lần kiểm điểm này là có 7 đối tượng. Tuy nhiên là hiện tại là có 2 đối tượng là vẫn có lý do. Một là chỗ ông Mà Nìm Thị, hai là Mỹ Tư Lan, riêng hai đối tượng Mà Nì trong thời gian sớm nhất tầm Lan Nì tiếp tục phối hợp các ngành chức năng Lan tên thì tiếp theo thì trong những thông tin các bạn tóm tắt và tình hình hoạt động của tin lành đấng Christ trên địa bàn huyện Sông Hinh và những tiền thoại mà cái thoại tên liệt buồn triệu ba triệu trong này. Một về tình hình hoạt động tin lành iPod trong đục 3 triệu từ cuối năm 2019 đến nay, số đối tượng có cán tin lành mà iPhone 6 anh cháu phải đo như Aga ở Mỹ, Inguin ở Đắm, ở Thái Lan, Chile, Vinen, Sajun, Pinterest.